Bản chất thì đây là cái sự nghiệp của Quỳnh, cũng như là mong ước và nguyện vọng của Quỳnh, hoặc là cũng có thể là đam mê của Quỳnh nữa. CV của em thì là về cái gì? Về quản trị kinh doanh, về kỹ thuật? Em có thời gian làm ở VOV đúng không? Dạ đúng. VOV à? Dạ, vâng vâng. Em Trần Thị Quỳnh là đã một thời gian làm VOV và là Hoa hậu thể thao. Có vấn đề, có vấn đề. Có vấn đề đúng không? À, có vấn đề. Cổ đông khác nhau mà. Vì vậy tại sao người ta tách ra là vì cổ đông khác nhau? Đúng rồi. Đúng rồi, cổ đông khác nhau. Với một tư cách là một nhà đầu tư thì anh cảm thấy là có một vấn đề lớn đấy, chứ không phải là vấn đề nhỏ đâu. Hai cái này ban đầu thì nó rất là mang tính cộng hưởng, nhưng mà về sau thì nó sẽ có xung đột lợi ích. Em vừa là cổ đông của bên nhà sản xuất, và anh cứ tạm gọi bên kia là nhà phân phối đi, và em thì lại là vừa cổ đông của bên nhà phân phối. Và khi mà cái sở hữu của em ở mỗi một cái bên nó khác nhau ấy, thì cái giá mà bên này bán cho bên này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của chính em. Ví dụ anh nói là anh yêu nhà đầu tư mới, thế là chuyển hết lại sang cái công ty phân phối, thì hai ông kia ông ấy nó sẽ trong đầu tư nó gọi là xung đột lợi ích. Và khi mà xung đột lợi ích thì nó sẽ sinh ra những cái trăm cái thứ mà giữa hai cái công ty này nó sẽ xảy ra. Thì sẽ là cảm thấy là bất an là điều gì ạ? Anh chỉ lo là bà làm ra 10 tấn bánh, cuối cùng em chỉ hạch toán 5 tấn, thế là anh em thích cho lãi 100 triệu cũng được, mà lỗ cũng được, anh không biết vì anh không tham gia điều hành, đấy là cái anh lo ngại nhất. Tất cả những cổ đông của LaVita đều hoàn toàn có thể xem sổ sách của LaVita. Sổ sách do mình ghi lên, mình ghi sổ bao nhiêu thì ghi, làm nào để anh tin được. Vâng. Em sẽ cam chứ? Kết luôn là không có chuyện mà khai khống con đấy số là này. Em nói. Dạ vâng. Nhưng phải có bằng chứng, chứ không ai tin lời nói, giống như tòa người ta xử ấy. Chúng ta có thể ký trong cái biên bản hợp tác về một cái điều khoản như vậy. Em mê tiền đi tiêu hết rồi thì bắt em đi tù chứ làm cái gì đâu, đúng không? Cái người ta anh muốn là mọi hành động diễn biến được mọi người đều biết được, tức là đến một hệ thống minh bạch. Khó quá Sắc ơi. Không khó. Em thề đi. Xin được gửi lời chào đến các nhà đầu tư ạ. Tôi là Trần Thị Quỳnh, là người sáng lập như là giám đốc điều hành tại công ty cổ phần đầu tư quốc tế LaVita. Và hôm nay tôi đến với chương trình, tôi muốn kêu gọi với số tiền là 5 tỷ. Trong đó thì 1 tỷ rưỡi chiếm 20% trong công ty hiện tại, công ty cổ phần đầu tư quốc tế LaVita. Và 3 tỷ rưỡi thì là chiếm 40% trong mô hình LaVita Express mà sắp triển khai tới đây. Ở đây có hai cái kêu gọi đúng không? Hai cái deal đúng không? Vâng, có hai cái deal kêu gọi ạ. Ok. Trong sản phẩm của chúng tôi thì có hơn 100 dòng sản phẩm từ bánh mì, bánh ngọt, bánh kem và các loại bánh dành cho tiệc. Và chúng tôi đã phân phối được ở 3 chi nhánh của siêu thị Ân Nam Gourmet và siêu thị Nam An Market tại quận 2. Và một số những cái shop cũng như là một số các cái cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch khác trên thành phố Hồ Chí Minh. Thế mạnh nhất là chúng tôi là sản xuất về cốt bánh. Và trong thời gian tới này thì tôi đang có một cái kế hoạch phát triển theo cái mô hình là đồ ăn nhanh. Chính cái mô hình mà tôi triển khai này cũng sẽ là một kênh phân phối chiến lược cho LaVita. Tôi sẽ xin mời cái nhân viên phục vụ sẽ mang cái phần đồ ăn mà chúng tôi sẽ phục vụ cho các shop cũng như là khách hàng tiềm năng trong tương lai của LaVita. Trong năm gần nhất là 2016 thì là doanh số là gần 3 tỷ rưỡi. Trong đó gần 2 tỷ thì đến từ bán lẻ, hơn 1 tỷ thì đến từ các cái siêu thị. Cái bakery hiện tại là bán những cái bánh mì mà mình vô bao sẵn. Và cái express mới em tính là em sẽ làm thành một cái sandwich như vậy, là nó bán một phần, phải không? Trong cái mô hình này thì sẽ có là 30% là những cái sandwich lạnh đã được chế biến sẵn rồi. Còn cái dòng mà mình phục vụ tươi, nóng và nhanh này thì sẽ là có cái sự đặc trưng. Mà anh muốn biết lý do tại sao em lại muốn tách làm đôi? Trong cái giai đoạn đầu tiên thì thực ra là LaVita Express sinh ra là để tạo ra một cái luồng sản xuất đều đặn và thường xuyên liên tục cho công ty LaVita mẹ. Đó. Cho nên đó là vấn đề, là khi mà các bạn đang muốn là lợi dụng sức mạnh của nhau. Đúng không? Nhưng bạn này hai chào hai cái món đầu tư riêng. Không, sẽ là cộng hưởng sức mạnh. Tôi muốn hiểu hai vấn đề. Thứ nhất là hiện nay LaVita Express kêu gọi 40% từ các shark. Vậy thì 60% còn lại là của ai? Có phải là của LaVita hay không? Có hoàn toàn thuộc về LaVita hay không? Đấy là điều câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là LaVita kêu gọi 20%. Vậy thì 80% là gồm có bao nhiêu người?
Vấn đề thứ nhất là LaVita kêu gọi 20% vào công ty đầu tiên là công ty cổ phần đầu tư quốc tế LaVita, thì bao gồm có ba cổ đông trước là Trần Thị Quỳnh, Bùi Đình Hiệp và một cổ đông nữa là Trần Văn Tiến. Thì khi mà một cái nhà đầu tư vào công ty gọi là công ty mẹ đi, công ty gốc ạ, thì 20% thì sẽ chia lại số cổ phần trong công ty mẹ. Còn sang cái LaVita Space thì nhà đầu tư cùng với người sáng lập ra mô hình này sẽ chia tỷ lệ với nhau. Cụ thể ở đây là người sáng lập là Trần Thị Quỳnh. Tức là trong cái LaVita Express thì có bao nhiêu phần trăm của LaVita? Không có. Không có. Không có ạ. Không có phần trăm nào của độc lập của LaVita mẹ. Không có phần trăm nào của công ty LaVita mẹ. Có phần trăm của người sáng lập ra cái LaVita Express. Có vấn đề. Có vấn đề đúng không? Có vấn đề. Cổ đông khác nhau mà. Vì vậy tại sao người ta tách ra là vì cổ đông khác nhau. Đúng rồi. Đúng rồi, cổ đông khác nhau. Với một tư cách là một nhà đầu tư thì anh cảm thấy là có một vấn đề lớn đấy, chứ không phải là vấn đề nhỏ đâu. Hai cái này ban đầu thì nó rất là mang tính cộng hưởng, nhưng mà về sau thì nó sẽ có xung đột lợi ích. Em vừa là cổ đông của bên nhà sản xuất, và anh cứ tạm gọi bên kia là nhà phân phối đi, và em thì lại là vừa cổ đông của bên nhà phân phối. Và khi mà cái sở hữu của em ở mỗi một cái bên nó khác nhau ấy, thì cái giá mà bên này bán cho bên này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của chính em. Ví dụ anh nói là yêu nhà đầu tư mới, thế nên chuyển hết lại sang cái công ty phân phối, thì hai ông kia ông ấy sẽ trong đầu tư nó gọi là xung đột lợi ích. Và khi mà xung đột lợi ích thì nó sẽ sinh ra những cái trăm cái thứ mà giữa hai cái công ty này nó sẽ xảy ra. Tại sao chúng ta không đầu tư chung vào LaVita rồi dùng cái vốn đầu tư này để mở ra một cái business line mới là cái Express? Vì thực ra đây là em đang nói về chuyện phương án sử dụng vốn. Thôi rồi, bây giờ anh có câu hỏi chi tiết một chút à, như này. Vì liên quan đến cái định giá của các startup ấy, anh thấy nó rất là phi lý và không biết nó căn cứ vào đâu. Nên anh muốn làm rõ một số cái chỉ số tài chính hiện tại của các em. Vâng. Thì em nói rằng năm ngoái bọn em được 3 tỷ rưỡi, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì cái nhà xưởng thì là rộng bao nhiêu mét vuông? Tổng diện tích một mặt sàn là 100 mét vuông. Trong đó thì khu sản xuất chiếm 60 mét vuông, 60 đến 70 mét vuông, còn cái khu mà cửa hàng ở bên ngoài giao dịch là chiếm 30 mét vuông. Vậy làm hết công suất thì được bao tiền một năm? Nếu cái nhà máy của em vận hành coi như là 24/24 thì tạo ra được bao nhiêu tiền? Nó có thể đạt được công suất là giao động từ trên 4 tỷ cho đến 5 tỷ tiền sản phẩm. Như vậy tổng chi phí một tháng cả lương nhân viên tất tật thuê mất bao tiền? Gần 100 triệu. Có tiền lương của em chưa? Dạ, có tiền lương rồi. Đã có lãi chưa? Trên 800 triệu. Trên 800 triệu một năm. Dạ. Trên tổng số tiền các em đã đầu tư vào ba cổ đông là bỏ tiền thật và là bao tiền? Là gần 1 tỷ rưỡi. 1 tỷ rưỡi sinh lời được 800 triệu. Đấy, em định giá chuẩn là gì đó? Lợi nhuận 800 triệu thì định giá là 7 tỷ rưỡi quá chuẩn. Tức là anh rất phân vân cái chuyện là tại sao hai cái cổ đông cũ thì lại không muốn đầu tư vào cái mới này. Đấy là câu hỏi thứ nhất này. Câu hỏi thứ hai là bây giờ cái cổ phần của ba người ở trong công ty hiện tại thì hiện nay thì từng người một nó là bao nhiêu? Có một cổ đông thì mang vai trò chuyên môn và cũng có một cái thương thảo là sẽ được deal bằng cái phần trăm, deal bằng phần trăm giá trị của công ty. Cổ đông thứ hai thì là một cái người thân trong gia đình. Quỳnh hiện nay đang là 60%. 60%. Bản kỹ thuật. Người kỹ thuật kia là 5%. Và còn lại là 35% là của cái người thân trong gia đình Quỳnh. Bản chất thì đây là cái sự nghiệp của Quỳnh cũng như là mong ước và nguyện vọng của Quỳnh, hoặc là cũng có thể là đam mê của Quỳnh nữa. CV của em thì là về cái gì? Về quản trị kinh doanh, về kỹ thuật. Em có thời gian làm ở VOV đúng không? Dạ đúng. VOV à? Dạ, vâng. Em Trần Thị Quỳnh là đã một thời gian làm VOV và là Hoa hậu thể thao. Chúng ta dẹp cái câu chuyện đầu tư mới đi. Và chúng ta chỉ nói chuyện ở cái công ty hiện tại. Nếu như anh đầu tư vào công ty hiện tại của em và anh nghĩ rằng là cái mô hình công ty tương lai á nó không có ok, thì theo em có nhất trí với cái điều đấy không? Và chúng ta chỉ xây dựng cái công ty hiện tại này nó lớn lên, còn cái mô hình tương lai về cơ bản là chúng ta sẽ không làm. Thực ra thì mình vẫn muốn phát triển. Nếu ví dụ như là có một cái LaVita Express mà thực ra tất cả các cổ đông đều thấy nó tiềm năng thật. Nếu anh muốn nắm quyền chi phối tại cái LaVita hiện tại thì em có ok không? Nên để cái người sáng lập ra phần hồn của nó về sản phẩm ấy là nắm cái phần cổ đông lớn hơn. Anh Vương nói đúng là mình đầu tư vào công ty mẹ trước, rồi sau đó chúng ta nghiên cứu lại.
ngồi xuống phân tích chung với nhau rồi mình sẽ quyết định cái hướng đi kế tiếp là như sao. Đấy, chốt lại mấy cái điều cho nó rõ ràng. Một là tối đa cái cổ phần em có thể bán là bao nhiêu này. Mà cái chuyện trong kinh doanh thì bọn anh bao giờ tính cái trường hợp xấu nhất. Bây giờ cái rủi ro xảy ra thì bọn anh sẽ được có cách gì để thu hồi vốn. Thì em nên suy nghĩ. Em có thể gọi điện hoặc là em hỏi. Ok, ok. Em sẽ xin quay trở lại 5 phút. Ok, ok. Về mặt tỷ suất lợi nhuận, em thấy thứ nhất là cô này rất là chỉnh chu. Thứ hai là một cái tỷ suất lợi nhuận như thế cũng không phải là thấp đâu. Tức là xét riêng, tất nhiên nó rất nhỏ. Thì mình hai người chung. Khoảng okay. Khoảng là 9 tỷ. Ok, ok. Yeah. Em có trao đổi sơ qua với lại những cổ đông cái quyền mà để deal một cước giá là 45% là em được quyền có thể chốt trong ngày hôm nay. Chị sẽ offer là 2 tỷ cho 45% sẽ đầu tư chung với anh Vương. Anh có thể trả giá cao hơn với điều kiện em phải nói với anh là nếu không may mà về sau này em mà mất hết tiền của anh ấy thì em giải quyết như nào để anh yên tâm, thì anh có thể trả giá cao hơn các xác khác. Bây giờ em phải nhìn anh xác nào ấy tin tưởng nhất. Trước khi em quyết định, em phải nghĩ là đây không phải là chỉ đầu tư tiền và cũng có thêm những cái kỹ năng khác. Mỗi shark là có một cái hệ sinh thái riêng của họ. Ví dụ là anh Vương có về F&B, chị thì cũng có hiểu về marketing. Yeah. Thì em sẽ có thêm những cái kỹ năng khác mà hiện tại em không có. Em chưa trả lời câu hỏi anh. Anh thì lo nhất rủi ro. Yeah. Anh, em chỉ ra em có cái gì để anh túm ấy, thì càng túm được nhiều thì giá càng cao. Nếu anh đầu tư thì anh phải làm nó lên 100 tỷ một năm trở lên anh mới quan tâm. Nếu anh đã dính vào như vậy. Trước tiên là dựa trên cái nền tảng của cái người sáng lập ra thì chắc là cảm thấy bất an là điều gì ạ? Anh chỉ lo là bà làm ra 10 tấn bánh, cuối cùng em chỉ hạch toán 5 tấn. Thế là anh... em thích cho lãi 100 triệu cũng được, mà lỗ cũng được. Anh không biết vì anh không tham gia điều hành, đấy là cái anh lo ngại nhất. Tất cả những cổ đông của LaVita đều hoàn toàn có thể xem sổ sách của LaVita. Sổ sách do mình ghi lên, mình ghi bao nhiêu thì ghi. Làm nào để anh tin được? Vâng. Em sẽ cam kết luôn là không có chuyện mà khai khống con đấy số là em nói. Dạ vâng. Nhưng phải có bằng chứng. Chứ không ai tin lời nói. Giống như tòa người ta xử ấy. Cái, chúng ta có thể ký trong cái biên bản hợp tác về một cái điều khoản như vậy. Em mê tiền đi tiêu hết rồi thì bắt em đi tù chứ làm cái gì đâu, đúng không? Cái người ta anh muốn là mọi hành động diễn biến được mọi người đều biết được. Tức là đến một hệ thống minh bạch. Khó quá sắc ơi. Không khó. Em thề đi. Là khi làm thì bao giờ ta nghĩ đến cái xấu nhất. Và chúng ta đã có cách giải quyết trường hợp xấu nhất rồi. Vâng. Thì chúng ta không sợ và chúng ta tự tin chúng ta làm. Đơn giản như vậy. Bây giờ em có một offer là anh Vương và chị 2 tỷ cho 45%. Em chấp nhận hay không? Tại vì là để đầu tư vào công ty LaVita và cùng triển khai cái mô hình LaVita Express thì bản thân cái số tiền đó cũng là phải triển khai những mô hình mới để sinh lời. Cái chuyện đó là chuyện sau em ạ. Vâng. Chúng ta đã cắt câu chuyện đấy rồi. Bởi vì là chúng ta chỉ nói đến cái câu chuyện anh hiểu tất cả những cái em nói. Bây giờ anh Phú muốn có một cái cam kết của em, nếu như em cam kết được điều gì đó thì có thể anh Phú lại có một cái offer tốt hơn cái mà chị Linh offer. Nếu mà cùng nhau triển khai cái LaVita Express thì thực ra em cũng cam kết là cái mức độ thành công của nó là rất là cao. Nếu không anh thành nếu công thì là sao? Anh chỉ kêu ngược lại chứ. Vậy thôi. Còn thành công thì không phải bàn rồi. Anh Phú, chúng ta sẽ triển khai những cửa hàng đầu tiên. Nếu trong những cái cửa hàng đầu tiên mà chúng ta cảm nhận là cái sự đó... Không, có thể cửa hàng đầu tiên thành công nhưng mà 5 cửa hàng sau thất bại thì sao? Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường nhé. Trong kinh doanh hoặc là năm nay thành công, năm sau lại thất bại. Trong kinh doanh không nói trước vì khi đối thủ cạnh tranh họ nhập cuộc. Vâng. Ý anh chỉ hỏi là cái bài toán nếu mà xấu nhất. Đây là câu hỏi giả định. Tôi không đưa ra offer cụ thể, nhưng mà nếu mà anh Vương có offer mà có thể sẵn sàng chia sẻ thì tôi có thể tham gia. Tôi okay. Không đưa ra offer cụ thể. Dạ, cảm ơn anh Hưng. Tức là anh Hưng ủy quyền cho tôi và okay. Có thể share. Anh Phú. Đấy, đang đợi cái câu trả lời của em thôi. Nếu em không trả lời được thì em cũng nói là em không đảm bảo gì cũng được. Thì giá nó sẽ khác. Dạ vâng. Đơn giản.
Nếu ví dụ như trong trường hợp mà sau 1, 2 năm hoặc 3 năm mà có sự thua lỗ thì phải quy đổi lại bằng một cái deal khác. Ví dụ có thể quy đổi về mặt làm việc cho cái job khác mà để gọi là share lại cái số tiền mà đã từng thất thoát của cái deal đó. Cho tập đoàn Sunhouse thì em nghĩ là cũng là một cái deal mình có thể bàn với nhau được. Thế thì anh sẽ trả cho em 3 tỷ với 40% cổ phần. Xác còn lại thì hiểu như không cần cam kết, đúng anh không? Đã được ủy quyền là em cũng không cần cam kết gì cả. Nhưng offer là 2 tỷ cho 45%, còn 3 tỷ cho 40% thì có duy nhất một Xác tham gia và có cái điều kiện. Anh nghĩ rằng là nếu mà em nhận cái deal, cái offer của anh Vương với cả chị Linh cùng anh tham gia ấy, em chỉ cần coi như là liệt kê tên cổ đông của LaVita là ai thôi thì em đã có thể có doanh thu 100 tỷ rồi. Tóm lại bây giờ em là phải làm Phú mà có một cái cam kết ngược lại với cái nhà đầu tư, với cái người sáng lập ra LaVita là tôi khi mà bạn hợp tác chung với tôi, chúng ta cùng có lợi và chúng tôi cũng có một cái kênh phân phối để cùng triển khai tất cả các sản phẩm. Tức là anh sẽ chia sẻ nhé, anh cam kết anh sẽ chia sẻ cái nguồn lực của Sunhouse cũng như của Hoàng Mai, của Richie vào hỗ trợ em. Đấy là một cam kết. Cam kết thứ hai là anh sẽ cam kết hỗ trợ cái gọi là công tác quản trị. Vì em câu hỏi của anh em chưa trả lời được. Thì anh nói là nếu như em làm 10 tấn bánh, em chỉ hạch toán 5 tấn ấy, anh sẽ trả lời được câu hỏi đấy nếu như anh là người quản trị. Vâng. Khẳng định luôn. Nhưng mà em lại chưa trả lời được. Đấy có nghĩa là cái phương pháp quản trị của em đã không rõ ràng để cho các nhà đầu tư người ta yên tâm. Nhưng anh thì các cổ đông anh trả lời được điều đó nếu họ muốn. Em có thể trả lời luôn, em chọn cái deal là 3 tỷ cho 40% và okay. Chọn Xác Phú. Ok. Yeah. Chúc mừng anh. Anh nghĩ là nên ôm nhau. Chia sẻ không? Chia sẻ không? Đồng ý chia sẻ. Nào, cảm ơn em. Chúc mừng em. Em cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng em. Ok, cảm ơn em. Bạc tỷ, Shark Tank Việt Nam trải qua 6 mùa phát sóng đã kết nối và tạo thời cơ cho hàng trăm doanh nhân trẻ khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh. Hành trình 6 mùa của Shark Tank Việt Nam đã ghi nhận 291 nhà khởi nghiệp lên sóng gọi vốn, 174 thương vụ nhận được đề nghị đầu tư từ các cá mập trên sóng truyền hình, hơn 60 doanh nghiệp được rót vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư trong và ngoài bể. Chúng ta muốn trở thành một cá mập, do vậy nên chúng ta phải đi cùng với cá mập. Em đang sẵn sàng chuẩn bị để bùng lên ạ. Shark Tank Việt Nam mùa 7 tiếp tục đồng hành cùng khát vọng khởi nghiệp của các startup Việt. Niềm tự hào của Việt Nam luôn ở đó và mọi sự hỗ trợ luôn ở đó để giúp cho doanh nghiệp của bạn đi xa. Với tinh thần của startup là dám thử và dám làm thì hãy coi rằng đây là cơ hội để chúng ta trình bày về ý tưởng, về sản phẩm của mình tới hàng triệu người xem, chứ không chỉ dành riêng cho các shark. Bể cá mập sẵn sàng chào đón những nhà khởi nghiệp can đảm và bản lĩnh. Những nhà kinh doanh thành công nhất cũng đã sẵn sàng đầu tư vào những ý tưởng tốt nhất. Ngay từ bây giờ, hãy sẵn sàng cho những thương vụ bạc tỷ. Shark Tank Việt Nam mùa 7 phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2024.